cái sự loạn về giá ấy, bây giờ ấy, chính là do cái sự thiếu minh bạch trong cái vấn đề nguyên vật liệu, và có khá nhiều cái khái niệm đang bị đánh lận. Nó không có cái loại nào nó siêu lợi nhuận đến mức đấy, là người ta thì lấy 10 triệu, anh thì lấy 1 triệu 9, mà chất lượng hai cái đấy nó tương đương. Sau tất cả thì bệnh nhân sẽ là người thiệt thòi nhất. Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn cùng quay trở lại với kênh Nha Khoa Lạc Việt Intech. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp một thắc mắc về giá của trồng răng implant. Những năm gần đây thì việc trồng răng implant dần trở nên phổ biến. Có những nha khoa thì quảng cáo có giá từ 1 triệu 9, 2 triệu 9. Có những nha khoa từ 8 triệu, 10 triệu hay 20 triệu. Thậm chí thì có những nha khoa đến 5, 60 triệu. Vậy thì cái giá của trồng răng implant nó được quyết định bởi những yếu tố như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Thái Khắc Vinh. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Cường. Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn. Trước khi đến vào chủ đề thì bác sĩ có thể cho em hỏi một chút là trồng răng implant thì nó là gì được không ạ? Tức là trồng răng implant ấy là một cái phương pháp phục hồi lại các cái răng đã mất bằng cách là người ta sẽ cấy trực tiếp vào trong xương hàm một cái chân răng nhân tạo, sau đấy rồi người ta lắp một cái trụ phục hình một cái răng sứ lên. Tức là một cái răng implant thì như thế thì nó sẽ được cấu tạo với ba bộ phận, đúng không? Một cái bộ phận là cái chân implant, bọn anh gọi là cái phích, cắm vào trong xương hàm, nó là thay cho cái chân răng của mình. Cái bộ phận thứ hai là cái bộ phận trụ phục hình, là nó nằm ở trong cái lợi, một phần nó nhô ra khỏi lợi thì nó đại diện cho cái thân răng. Tức là răng của mình ấy, nó có ba bộ phận, đúng không? Và một cái bộ phận cuối cùng nữa đấy là cái răng sứ, và đây là cái implant. Thì cái răng của mình ấy, nó có ba bộ phận, một là cái chân răng, hai là cái thân răng, ba là cái men răng. Thế thì cái răng implant ấy là cái phương pháp gọi là phục hồi lại cái răng mất đã, bằng cách đấy là làm một cái răng, gọi người ta gọi là thế, gọi là cái hiện, gọi là cái công nghệ mọc răng thứ ba, tức là tạo một cái răng implant, nó có cái ba cái thành phần cấu tạo giống như cái răng thật của mình, nó sẽ thay thế cái răng mất của mình. Thì hiện tại nó là cái phương pháp trồng răng implant là tốt nhất bây giờ. Tại sao trên thị trường hiện nay đã có sự chênh lệch giá rất là lớn như vậy về việc trồng răng implant ạ? Tức là đúng là anh cũng công nhận với Cường đấy là gần đây thì gọi là cái trồng răng implant nó loạn giá, tức là có cái nơi thì 1 triệu 9, 2 triệu 9, 3 triệu 9, 4 triệu 9, rồi là có nơi thì giống như Việt Lạc Việt Intech mình thì là 8 triệu, 10 triệu, 13 triệu, rồi là 14, 15 nhiều đó. Và có những nơi mà người ta lấy cao hơn nữa là 20 triệu, thậm chí có những dòng implant đến 5, 60 triệu. Vậy thì cái nguyên nhân ấy, tại sao nó có cái sự loạn về giá đó, nó thì cái này ấy, thì là nó đứng trên cái góc độ đấy là đặc thù của cái điều trị y khoa. Tức là cái yếu tố quyết định đến cái giá của một cái sản phẩm dịch vụ, hoặc là một cái sản phẩm, một cái dịch vụ, hoặc là một cái phương pháp nào đó trong y khoa hoặc là trong giáo dục, tức là hai ngành đặc thù, thì nó được quyết định bởi ba cái yếu tố, tức là ba cái thành tố. Thành tố thứ nhất đấy là liên quan đến cái công nghệ, tức là công nghệ anh áp dụng khác nhau nó sẽ quyết định đến giá khác nhau, đúng không ạ? Cái thứ hai đấy là liên quan đến con người. Con người thì ví dụ như bên giáo dục thì liên quan đến yếu tố giáo viên, đúng không? Bên y tế liên quan đến vấn đề về bác sĩ, đúng rồi. Ví dụ như bác sĩ mà trình độ của anh mới ra trường thì giá khác, còn trình độ mà chuyên gia thì giá nó sẽ khác. Ví dụ như bây giờ em vào Bạch Mai chẳng hạn, đúng không? Hoặc là ngày xưa mình hay lên bệnh viện sản trung ương, đúng không? Anh vẫn nhớ cái thời cách đây đủ mấy năm ấy, mình lên gặp mà anh Trần Danh Cường, bác sĩ Trần Danh Cường chuyên gia siêu âm, giá khác ngay. Và mình đi ra ngay ngoài cổng bệnh viện phụ sản thôi, nhưng mà giá nó sẽ khác ngay, nó chỉ bằng 1/10 của anh Cường thôi. Thì đấy là cái yếu tố gọi là cái trình độ của cái bác sĩ ấy, nó sẽ quyết định cái giá thành. Nó thì ví dụ như bây giờ loại 1 triệu 9, 2 triệu 9 chẳng hạn thì có thể là những người nào đó người ta làm, giống như ví dụ như loại 30-40 triệu, ví dụ như thầy anh làm chẳng hạn, ví dụ như là thầy Lê Sơn của anh làm chẳng hạn, thì rõ ràng giá nó sẽ phải cao hơn, vì thầy nó là cây đại đao của ngành răng rồi, và thầy bây giờ thầy làm không có nhiều, một ngày thầy chỉ làm ca vài ca thôi, thì giá nó phải khác. Nhưng mà đổi lại thì cái giá trị anh nhận được, bệnh nhân nhận được nó lại khác. Và yếu tố nữa đấy là liên quan đến yếu tố vật liệu. Yếu tố vật liệu là cái yếu tố mà gần đây anh cho rằng thực ra cả ba cái yếu tố như anh nói thì gần đây nó đều loạn, tức là nó không có cái gì là rõ ràng cả. Nó thiên về cái truyền thông mạnh quá, và cái truyền thông nó không đi liền với cái sự thực chứng. Và ở trong cái ngành răng của mình, cái sự thực chứng nó hơi khó, tức là bệnh nhân hơi khó, giống như kiểu mà cũng rất nhiều bệnh nhân tâm sự với anh đấy là bây giờ tin tưởng hoàn toàn vào nha khoa, chứ không có một cái cách nào để cái bệnh nhân của mình người ta có thể đối chứng là các anh có làm đúng như thế không. Đó là cái yếu tố vật liệu, là một yếu tố thứ ba, là yếu tố vật liệu cũng quyết định rất nhiều đến cái yếu tố giá thành. Ví dụ như anh dùng vật liệu trụ implant loại này, trụ phục hình loại này, răng sứ loại này nó khác,
đúng không? Tụ đang tụ im len loại kia, đang chứ loại kia, tụ phù hình loại kia nó khác. Đó, và ngay đơn thuần như ví dụ như anh dùng một cái tụ im len tốt, nhưng mà ở phía trên anh chỉ cần thay đi cái tụ phục hình kém chất lượng, một cái đơn chứ kém chất lượng thôi, thì giá nó đã là đều là khác nhau rồi. Tức là một đều một loại im len nhé, bởi vì bây giờ anh thấy rằng nó đang có cái sự lệch pha giữa cái nhận thức của bệnh nhân im len và cái sự thật của cái im, của cái phương pháp đồng năng im len. Mọi người đang để ý quá nhiều đến cái trụ, cái chất lượng, cái hãng trụ im len. Nhưng mà thực tế thì đấy, như em đi là, gọi là em thì không phải là bác sĩ đúng không, em chỉ em là tư vấn viên, nhưng em cũng được đào tạo sâu về im len, em biết đấy. Cái trụ im len ấy, cái gọi là cái hãng ấy, nó đâu có phải là yếu tố quyết định đâu, nó là yếu tố cần nhưng mà không phải yếu tố đủ. Nó quan trọng hơn, có những yếu tố quan trọng hơn. Đấy, nhưng mà hiện tại thì người ta đang bị ảnh hưởng quá nhiều về cái trụ, cái nguồn đúng. Gốc của các hãng nó như thế nào. Đấy, chính như thế, chính xác như thế. Thì khi mà bệnh nhân người ta chỉ hiểu được rằng ấy, chỉ cần cái trụ thôi, thì các nha khoa để giảm giá người ta có thể cắt đi những cái thành phần còn lại. Ví dụ như cắt cái mạo răng sứ hoặc cắt đó, cái răng sứ bên trên đi, đó. Nó không phải cái chuẩn chỉ như đúng ban đầu. Đúng rồi, chỉ cần người ta chỉ cần thay cái trụ phục hình, thay vì cái trụ phục hình cá nhân hóa, người ta chỉ cần thay một cái trụ phục hình sản xuất sẵn. Nó mà trụ phục hình giảm chút sẵn, ví dụ như là loại titan, loại không phải titan, nó đã khác nhau rất nhiều về giá rồi. Ví dụ hoặc người ta thay đi một cái răng sứ, thay vì một răng toàn sứ người ta thay một cái sứ titanium, giá đã khác. Nhưng mà thậm chí mình có thể thay một cái răng sứ chrome coban ấy thì nó còn khác nữa, tức nó còn rẻ nữa. Thì cái này thì anh cho rằng ấy, có cái sự loạn về giá đó là do cả ba cái yếu tố đó, tức là cả ba cái yếu tố đó nó khác nhau giữa nha khoa này và nha khoa kia. Từ đấy nó tạo nên một sự loạn giá trong đúng, thị chính trường xác, chính xác rồi. Vậy thì như anh vừa chia sẻ thì một cái răng implant thì nó để thành công thì nó được cấu tạo bởi ba cái thành phần đấy. Cái yếu tố công nghệ thì nó quyết định như thế nào về giá thành của một ca implant? Yếu tố công nghệ thì nó cũng quyết định khá là lớn đến cái giá thành. Tức là dùng công nghệ thì sẽ có giá khác, mà không dùng công nghệ thì sẽ có giá khác. Tức là bây giờ như này, cắm một cái răng implant vào thì ví dụ như em là khách hàng chẳng hạn. Ví dụ em cũng đã từng cắm implant rồi đúng không? Bản chất em cũng đã cắm implant rồi, nhờ khách hàng cũng cắm implant rồi, thì đứng trên cái lăng kính của khách hàng thì chỉ nghĩ rằng ấy, nó chỉ có một cái cách, đấy là khoan một cái lỗ để đắm cái implant vào. Đó, nhưng mà thực tế nó không phải là như thế. Tức là nó sẽ có cái liên quan đến cái công nghệ cắm. Tức là bây giờ nó sẽ có hai loại. Đấy là một loại đấy là áp dụng công nghệ, và một loại là không áp dụng công nghệ. Bọn anh gọi là freehand, kỹ thuật freehand, tức là dùng tay và dựa vào kinh nghiệm để cắm cảm quan. Đó, thì cái cách đó thì đương nhiên là không dùng công nghệ, thì không phải đầu tư máy móc, không phải sử dụng các cái vật liệu để in ấn ra máng nhận phẫu thuật, hay là mua chip định vị để dùng cái chai, thì rõ ràng giá nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà đổi lại thì cái rủi ro hay là cái chất lượng thì nó không thể bằng cái phương pháp ứng dụng công nghệ được. Còn một bên là khi ứng dụng công nghệ thì hiện nay nó sẽ có hai cái loại công nghệ. Một loại công nghệ đấy là công nghệ phẫu thuật chính xác, tức là nó giúp cho bọn anh đặt được cái trụ thật chính xác của trong xương hàm đó. Và một loại đấy là công nghệ gọi là công nghệ xâm lấn tối thiểu, hạn chế được cái sưng đau chảy máu, lành thương nó nhanh hơn, rút ngắn thời gian điều trị. Thì rõ ràng khi mà một nha khoa ấy, người ta áp dụng những cái công nghệ đó vào thì giá đương nhiên là tự nhiên nó sẽ cao hơn. Ví dụ như bây giờ thay vì là mình phải áp dụng công nghệ, mình phải bỏ tiền để mình mua máy móc này, rồi hàng ngày mình làm, rồi phải có thêm nhân sự, gọi là ngay cả bác sĩ, mà bác sĩ người ta vừa có trình độ chuyên môn tốt, vừa có sử dụng thành thạo công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ digital bây giờ chẳng hạn, thì rõ ràng người ta ở một đẳng cấp khác, lương phải trả người ta cao hơn chứ, đúng không? Ví dụ như bọn anh làm chẳng hạn, bây giờ bọn anh vừa sử dụng digital, đúng không? Vừa có kỹ năng phẫu thuật tốt thì lương không có thấp được đó. Và anh nói thật luôn nhé, là riêng cái loại 1.9 triệu, nếu mà làm 1.9 triệu nhé, thì cái tiền đó chưa đủ để mà trả cho một bác sĩ giỏi. Tức là một bác sĩ giỏi vừa có thể làm chủ được công nghệ nhé, người ta vừa có kỹ năng lâm sàng tốt, thì cái loại 1.9 triệu ấy là chưa đủ để trả tiền công cho bác sĩ một ca luôn. Nó thì cho nên là cái yếu tố công nghệ nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái yếu tố giá. Ví dụ như là không sử dụng thì giá khác, nhưng mà nếu sử dụng máng định vị, máng gọi là máng hình nhân phẫu thuật ấy, thì giá nó sẽ nhỉnh lên một chút. Nhưng mà khi mà đã động đến ví dụ như các cái công nghệ cao cấp hẳn như là phẫu thuật bằng robot định vị ga chẳng hạn, thì giá rất cao. Như em biết rồi đấy, nhà mình nhập một cái chip định vị vào ấy, để dùng cho duy nhất một bệnh nhân, giá đã có $200 một cái nhập đấy vào rồi, và chúng ta chỉ dùng một lần chúng ta bỏ đi. Ví dụ sau này bệnh nhân đấy quay trở lại thì có thể dùng lại chính cái định vị đó để chúng ta dùng cho bệnh nhân đó. Nhưng còn lại không dùng cho bệnh nhân mới được, bởi vì người ta đã cá nhân hóa một cách triệt để như thế cơ mà. Bây giờ tức là người ta đã trồng răng implant, người ta hướng đến những cái yếu tố cá nhân hóa cách triệt để như thế, thì nói chung là
nếu mà ứng dụng công nghệ thì giá nó sẽ không bao giờ có cái tình trạng thấp. Nhưng mà ngược lại thì bệnh nhân ấy có thể yên tâm hoàn toàn. Tức là những người mà có điều kiện ứng dụng được những cái đó thì hoàn toàn có thể gọi là mình có thể yên tâm. Yên tâm vấn đề là tai biến nó không xảy ra, cái răng của mình dùng sau này rất là tốt. Vậy thì còn cái yếu tố về bác sĩ thì nó có quyết định như thế nào việc định giá của cây implant ạ? Yếu tố bác sĩ thì như lúc nãy anh bảo rồi, đúng không? Tức là cái thứ mà chúng ta khi mà chúng ta đến với cái giải pháp trồng răng ấy, bản chất sâu xa nó là một chúng ta đang đi tìm một cái phương pháp khám chữa bệnh. Đó, và khám chữa bệnh thì yếu dù sao đi chăng nữa, cái yếu tố con người, cái lăng kính của bác sĩ vẫn là yếu tố quyết định. Tuy nhiên trong mỗi thời ấy, thì cái yếu tố, cái giá trị của một ông bác sĩ nó sẽ khác nhau. Đó, và rõ ràng khi các anh sự gọi là lựa chọn một anh bác sĩ, một bác sĩ mà có cái trình độ không tốt thì giá nó sẽ khác. Còn nếu mà anh lựa chọn một bác sĩ có trình độ cao thì giá nó sẽ khác. Đó, tuy nhiên thì là cái yếu tố này nó khá là mơ hồ, của bệnh nhân nhiều lúc là không có cảm nhận được. Bởi vì là thông thường thì khi mình làm rồi mình mới cảm nhận được, thất bại xảy ra rồi thì mình mới cảm nhận được. Có nhiều lúc bệnh nhân là hối hận. Nhưng mà nó có một vài cái yếu tố gọi là mình có thể mình đo lường được. Thế tóm lại là cái vẫn gọi là cái yếu tố mà bác sĩ ấy là ảnh hưởng khá là nhiều đến vấn đề giá cả. Tức là nếu mà anh chọn một bác sĩ lành nghề, một chuyên gia thì giá nó sẽ khác. Còn nếu mà anh chấp nhận cái việc anh lựa chọn một bác sĩ mới ra trường, đúng không? Giá nó sẽ khác. Nhưng mà anh vẫn cho rằng ấy, đối với cả những cái gọi là những cái loại quá rẻ, 1.9 triệu, 2.9 triệu, thì chắc là nếu họ có thể làm được thì anh vẫn nghĩ rằng ấy, người thực hiện đấy, anh vẫn đặt một cái dấu hỏi mà thỉnh thoảng anh ngồi với anh em anh vẫn nói liệu không biết có phải là bác sĩ làm hay không. Nó thì cái đấy thì anh cũng không có dám khẳng định, nhưng mà anh nghĩ là khả năng là cũng có một vấn đề gì đó, giá quá rẻ. Nhưng mà cái giả định ấy xảy ra nó khá là nguy hiểm cho bệnh nhân, đúng không anh? Thì đúng rồi, tức là cuộc sống mà nó là cái sự đánh đổi, hoặc là đánh đổi tiền để lấy sức khỏe, hoặc là chúng ta hy sinh một chút sức khỏe để được rẻ tiền. Thì cái đấy thì đương nhiên là anh nghĩ là sẽ bệnh nhân thì cũng sẽ phải chấp nhận đi đâu đó thôi. Nhưng khi chúng ta lựa chọn đến một cái trung tâm mà rẻ như thế thì rõ ràng là chúng ta cũng phải thừa hiểu rằng ấy, là một là trình độ bác sĩ thì chắc chắn là không có ổn rồi. Cái thứ hai nữa đấy là cái công nghệ và nguyên vật liệu thì cũng không thể nào mà tốt được, bởi vì chúng ta phải xác định với nhau một điều đấy là nó không có cái loại nào nó siêu lợi nhuận đến mức đấy, là người ta thì lấy 10 triệu, anh thì lấy 1.9 triệu, mà chất lượng hai cái đấy nó tương đương. Thì cũng chỉ cầu mong làm sao đó thể mà làm 1.9 triệu, 2.9 triệu, nhưng mà nó an toàn là may rồi. Tức là khi mà nó xảy ra cái hậu quả nó không quá nặng nề để như gọi là bọn anh ấy xử lý lại thì nó cũng sẽ đỡ nhọc hơn. Đấy là anh cho rằng đấy là cũng là một cái điều may mắn rồi. Thế còn cái lăng kính bác sĩ thì bây giờ cũng khác. Tức là cái tiêu chuẩn để mà đánh giá một bác sĩ tốt ấy, bây giờ nó cũng khác so với ngày xưa. Tức là bây giờ bác sĩ tốt là bác sĩ vừa có cái kỹ năng lâm sàng tốt, nhưng mà phải có am hiểu về công nghệ. Ngày xưa thì bác sĩ tốt là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm. Cái đấy bây giờ nó cũng thay đổi khá nhiều. Bác sĩ bây giờ phải hỗ trợ về công nghệ nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là mình kinh nghiệm thôi, đúng không? Đúng rồi, bây giờ tức là bây giờ thì em xem cái gì nó cũng là hướng đến cá nhân hóa, đúng không? Cá nhân hóa và liên quan đến gọi là ứng dụng công nghệ trong vấn đề về hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cũng như là cái công việc mình làm. Vậy thì bác sĩ bây giờ người ta phải am hiểu, ngoài cái yếu tố gọi là nền tảng chuyên môn rất là vững, thì người ta phải am hiểu về cái công nghệ, sử dụng được các cái thiết bị máy móc. Ví dụ như ở nha khoa là Vientech chẳng hạn, thì bác sĩ nào vào đây cũng sẽ phải được đào tạo. Đầu tiên là các anh phải thuần thục về vấn đề về sử dụng robot định vị này, rồi là thuần thục về vấn đề về máng hướng dẫn phẫu thuật này, rồi là đấy như em biết đấy, sử dụng về công nghệ in 3D thành thạo này, CAD CAM thành thạo này, rồi là in gọi là các cái gọi là phẫu thuật giả lập thành thạo, thì gọi là một cái trường kiến thức khá lớn đấy. Nên là mà bác sĩ đấy thì đương nhiên khi mà người ta thành thạo rồi thì giá nó không có rẻ đâu. Giá là nó là cái lương thu nhập người ta là cái trình độ bác sĩ. Đúng rồi, người ta phải tức là người ta khi mà người ta làm như thế thì người ta mất nhiều thời gian, nhưng không phải là tức là ví dụ như bình thường mình làm ca mất khám cái xong rồi đưa luôn vào phòng phẫu thuật là sát khuẩn là cắm, thế hệ bọn anh mà ngày xưa thế thôi. Tức là ngày xưa mình lúc mà mình công nghệ nó chưa phát triển này. Công nghệ chưa phát triển đâu có công nghệ gì đâu, thì lúc đấy hoàn toàn là mình dựa vào cái mắt của mình và cái tưởng tượng của mình trong đầu mình làm thôi. Thế thì ví dụ như bệnh nhân đến cái là mình sát khuẩn rồi đưa vào phòng là mình cắm luôn. Năm 2008, 2009 bọn anh toàn làm thế. Đến năm 2014 bắt đầu mình có manh nha một chút công nghệ, chứ đâu có đâu. Thì mình cứ thế mình làm, thì như thế thì một ngày có khi cắm được chục ca.
thì tự nhiên là nó sẽ gọi là nó cũng chả phải là rẻ đâu, nhưng mà làm như thế nó sẽ dễ sai sót. Bệnh nhân là người thiệt thòi nhất, tất cả sau tất cả thì bệnh nhân sẽ là người thiệt thòi nhất. Còn một yếu tố nữa là yếu tố nguyên vật liệu thì nó có quyết định về giá như thế nào, anh có thể giải thích cho mọi người biết rõ hơn không? Anh thì anh cho rằng cái yếu tố nguyên vật liệu là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến giá cả, và có khá nhiều cái khái niệm đang bị đánh lận gọi là trong cái ghép im này nha khoa. Và anh cho rằng cái sự loạn về giá ấy, bây giờ ấy, chính là do cái sự thiếu minh bạch trong cái vấn đề nguyên vật liệu. Tức là nguyên vật liệu thì như anh chia sẻ từ đầu, nó một cái răng implant ấy, nó được tạo thành bởi 3 bộ phận, đúng không? Một cái chân implant, một cái trụ phục hình và một cái răng sứ. Tuy nhiên này, bây giờ thì yếu tố nguyên vật liệu thì bệnh nhân chỉ nhận thức được duy nhất một thứ, đấy là hãng implant. Tức là hãng implant là cái thứ mà người ta đem ra, người ta so sánh giữa cái nha khoa này và nha khoa kia, đúng không? Giữa cái gọi là giữa cái loại implant này và loại implant kia, người ta không có để ý quan tâm đến bất cứ một cái thứ khác. Trong khi đó thì trong lăng kính của trụ implant nhé, thì yếu tố hãng, yếu tố chất lượng implant một chỉ là một yếu tố đủ, không phải là một yếu tố cần. Nó thì tức là trong lăng kính của cái trụ implant thì bọn anh quan tâm nhiều hơn đấy là đặt cái trụ đấy làm sao cho nó chính xác, đúng không? Nhưng mà yếu tố nguyên vật liệu thì cái chất lượng trụ implant ấy nó công nhận là quan trọng. Tức là nếu mà chúng ta lựa chọn một cái trụ lởm, trụ đều ấy, trụ ví dụ như là người ta gọi là cái loại bề mặt trơ, thì là những cái trụ mà trôi nổi ấy, thì cái đây tôi không nói. Đương nhiên là dùng trụ mà gọi là nó là cái nền móng, mà mình là dàn cái nền móng không tốt thì thất bại là cái điều tất nhiên rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái trụ tốt rồi ấy, thì nó chỉ là cái điều kiện đủ thôi. Khi có trụ tốt rồi thì chúng ta sẽ phải, một là chúng ta phải có công nghệ để đặt cái trụ vào cho nó chính xác. Cái thứ hai nữa là cực kỳ quan trọng trong vấn đề nguyên vật liệu, đấy là cái trụ phục hình ở phía trên các anh sử dụng trụ phục hình gì, và cái răng sứ là sử dụng cái loại răng sứ gì. Các anh chỉ lấy có một cái trụ, tức là để giảm giá các anh chỉ lấy một cái trụ các anh đặt vào, cũng chả biết đặt có chúng chính xác không, may thì chính xác không may thì không chính xác. Nó ở phía trên thì dùng trụ phục hình này là dùng răng sứ này thì rõ ràng giá nó rất khác nhau. Tức là cái yếu tố mà nó bị xáo trộn nhiều nhất liên quan đến giá, liên quan đến giá ấy, thì yếu tố đầu tiên chính là yếu tố công nghệ, yếu tố đầu tiên chính là yếu tố vật liệu. Tức là cái vật liệu người ta chỉ cần đánh lận một cái khái niệm, đấy là cái trụ phục hình loại này với trụ phục hình loại kia là đã có thể giảm khoảng 30% giá rồi. Người ta đánh lận thêm đấy là cái răng sứ ở phía trên loại này với loại khác, đánh lận một chút nữa thì lại đã có thể giảm tiếp được 30% giá. Tức là nó cắt cái khoảng giá xuống rất là rẻ. Thế nhưng mà cuối cùng người mà bệnh nhân rất là khó phân biệt được. Đúng, bệnh nhân rất là khó, và người thiệt thòi nhất vẫn là bệnh nhân. Tức là mình làm cái răng để mà ăn nhai, nhưng mà rồi về ăn nhai thời gian rồi lại trục trặc. Mình làm cái răng cho nó đẹp, cho nó bền vững, nhưng rồi liệu tất cả những tiêu chí đấy đều khó có thể đạt được. Nó thì một yếu tố vật liệu thì hiện tại cũng đang gọi là anh nghĩ là cũng đang khá là mơ hồ. Có thì anh cũng làm khá là nhiều cái video chia sẻ, cũng chỉ mới mong muốn đó, đấy là bệnh nhân hiểu được rằng ấy, làm cái implant ấy thì nó không phải là mỗi cái trụ không, mà những yếu tố phía trên nữa nó cũng quan trọng không kém nó. Và anh quay luôn cho nó sát, tức là sát vào những cái trụ phục hình này, trụ răng sứ này, cũng chỉ một mục đích đấy là bệnh nhân người ta nhận được ra đấy là loại này thế này. Nó thì để người ta, tức là bệnh nhân của mình có một cái nhìn nhận chính xác về cái chất lượng cuối cùng. Bởi vì là hàng ngày thì nhiều lúc mình cũng nghe những cái lời than phiền, rồi là mình cũng phải đi xử lý này kia, thì mình cũng có một cái gì đó mình cảm thấy nó cũng hơi bức bối đối với ngành. Vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi thì anh có những cái lời khuyên nào dành cho khách hàng đang muốn tìm hiểu cắm implant không? Tức là khi mà cắm implant ấy thì anh thường xuyên khuyên khách hàng, đấy là cái thứ nhất ấy, đấy là khi mà cắm ghép implant ấy, thì chúng ta xác định như này, đấy là đây tìm đến giải pháp implant là đồng nghĩa việc một cái giải pháp bền vững. Tức là khi mà mình cắm implant một cái thì mình mong muốn đặt mục tiêu đấy là cắm vào một cái thì mình sẽ dùng cả đời, tức là nó sẽ là một phần cơ thể của mình luôn, và từ bây giờ suốt đời là không có thay gì nữa cả, đào sâu chôn chặt. Chính vì thế là khi mà chúng ta đã lựa chọn một giải pháp lâu dài như thế thì chúng ta cần phải lựa chọn một cái, tức là một lần lựa chọn thì lựa chọn sao cho đúng. Tức là lựa chọn sao cho đúng thì anh vẫn khuyên bệnh nhân đấy là đi tìm hiểu nhiều nơi, đi tham khảo nhiều địa chỉ, tìm một địa chỉ nào mà mình cảm thấy ok nhất. Còn thế nào là gọi là một cái địa chỉ
mà uy tín nhất ấy, thì anh cũng đã có nhiều video chia sẻ, chúng ta dựa trên 3 lăng kính, đúng không ạ? Lăng kính thứ nhất đấy là công nghệ nha khoa để áp dụng là gì, cái thứ hai đấy là bác sĩ có minh bạch hay không, cái thứ ba nguyên vật liệu có minh bạch hay không và đang sử dụng cái loại gì đó, thì mình sẽ dựa trên những cái đấy để mình tham khảo một cái địa chỉ uy tín, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là tiền thì ai cũng tiếc, bản thân anh tiếc mà, nhưng mà khi mà lựa chọn implant ấy, thì phương pháp implant thì tốt thật nhưng nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tức là tiềm ẩn nhiều nguy cơ như thế có nghĩa là nếu chúng ta sai lầm ấy, thì có những cái sai lầm nó không thể nào sửa chữa được. Do đấy khi mà đã lựa chọn đến phương pháp implant thì chúng ta hãy đặt cái yếu tố an toàn cho bản thân mình, an toàn cho sức khỏe của mình trước cái yếu tố giá cả, và phải rất tỉnh táo. Ở đây thì mình để anh không có nói xấu là quảng cáo linh tinh đâu, nhưng mà mình phải tự bảo vệ mình chứ, đúng không? Thì lời khuyên của anh là hãy rất tỉnh táo trước các mẫu quảng cáo. Tức là người ta nói thì rất hay, ví dụ như là cắm implant hôm nay 2 ngày sau lắp răng sứ, thì cái đấy liệu có đúng hay không, thì cái đấy cũng phải đứng trên cái sự mình tìm hiểu của mình để mình xem có đúng hay không, đúng không? Rồi là dùng phẫu thuật từ tính để cho thật an toàn, phẫu thuật từ tính có an toàn không, cái đấy anh đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Không mình không có phán xét, nhưng mà phải rất hiểu được cái bản chất. Rất là dùng phẫu thuật này phẫu thuật kia các kiểu, mình cũng phải xem là thì đương nhiên là quảng cáo anh nghĩ là cũng một cái gì đó đúng đối với doanh nghiệp thôi, người ta mở ra thì người ta phải quảng cáo, nhưng mà ở cái góc độ mình ý, ngay cả Lạc Việt Intech thì mình vẫn quảng cáo mà, đúng không? Mình vẫn quảng cáo công nghệ này công nghệ kia, nhưng mà đứng trên góc độ bệnh nhân thì mình phải tìm hiểu xem là cái quảng cáo đấy nó có sự thật hay không, sự thật được bao nhiêu phần trăm, hoặc là giữa cái quảng cáo và giữa cái thực tế người ta làm ấy nó có đúng hay không. Ví dụ như anh quảng cáo là anh sử dụng máng hình nhân phẫu thuật, đúng không? Vậy thì đến đây anh có sử dụng máng hình nhân phẫu thuật hay không, cho tôi hay không? Bệnh nhân mới biết là cái máng hình nhân phẫu thuật nó như thế nào, đúng không? Đúng rồi, thì khi mà mình đặt ra câu hỏi đấy thì mình mới đi tìm hiểu xem là cái máng hình nhân phẫu thuật nó như nào, đúng không? Hay là anh quảng cáo là anh sử dụng gọi là gần đây ấy, thì gọi là đấy là trồng răng implant cá nhân hóa, giải pháp trồng răng implant cá nhân hóa, các anh dùng trụ phục hình cá nhân hóa này, rồi các anh dùng trụ lành cương cá nhân hóa, rồi các anh dùng răng sứ đa lớp chẳng hạn, thì vậy thì các anh nói như thế nhưng liệu đến thì các anh có làm thật hay không, thì cái đấy là bệnh nhân cũng sẽ phải kiểm chứng. Riêng đối với cả anh thì anh cho rằng đấy là quyền được biết của bệnh nhân, và thương hiệu nha khoa phải có trách nhiệm minh bạch cái điều đó ra và để cho bệnh nhân người ta phải biết được. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, có những loại ở Lạc Việt có những loại implant không làm được cá nhân hóa, thì anh phải nói với bệnh nhân luôn là không có làm được cá nhân hóa, lý do là với cái giá đó chúng tôi không làm được. Còn nếu một khi mà chúng ta đã bảo là chúng ta làm được cá nhân hóa với cái giá đó, thì chắc chắn là trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải minh bạch cho bệnh nhân biết, và quyền của bệnh nhân là quyền được biết những cái điều minh bạch đó. Thì anh, cái lời khuyên cuối cùng của anh là cần phải tìm hiểu kỹ khi bắt đầu mẫu quảng cáo, chúng ta không có vội tin, bởi vì bây giờ thông tin nhiều quá, nhiễu loạn thông tin. Rất cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì quý cô chú anh chị các bạn có thêm những thông tin bổ ích về việc làm sao để lựa chọn một nha khoa uy tín cũng như là một mức giá thật phù hợp để đảm bảo sức khỏe nhất khi thực hiện cái ghép implant ạ.